Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine GUR, ông Kirillo Budanov tuyên bố các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát sẽ trở nên dữ dội hơn vào năm 2024, đồng thời cho rằng quân đội Nga đã tỏ ra yếu hơn so với dự đoán. Theo ông Kirill Budanov, năm 2024 sẽ chứng kiến những nỗ lực lớn hơn của Ukraine nhằm giành lại Crimea. Ông Budanov nói về tình trạng bế tắc trên tiền tuyến rằng, năm 2023, các cuộc xâm nhập đầu tiên của Ukraine đã diễn ra tại Crimea tạm thời bị chiếm đóng. Điều này chỉ là khởi đầu. Đồng thời thừa nhận, hai quốc gia không có khả năng để đạt được thành quả lớn về lãnh thổ. Chính việc sử dụng UAV tấn công cường độ cao đã khiến các cuộc tấn công của Nga và Ukraine không thể diễn ra. Và ông cũng cho rằng một yếu tố khác là mật độ bãi mìn chưa từng có kể từ Thế chiến 2. Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine cũng nhận định về sức mạnh quân sự của Nga. Ông nói rằng cuộc giao tranh liên tục của lực lượng phòng thủ Ukraine đã cho thấy lực lượng vũ trang Nga kém hiệu quả hơn so với những gì người ta dự đoán trước đây. Ông cũng nhắc đến một nghịch lý của Nga đã làm ông ngạc nhiên. Ông nói, mọi người đều nghĩ Moscow có quân đội mạnh và nền kinh tế yếu, nhưng hóa ra điều ngược lại mới đúng. Tổng thống Ukraine Ông Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không cân nhắc lệnh ngừng bắn với Nga, đồng thời cho rằng điều đó sẽ chỉ giúp Moscow tăng cường sức mạnh quân sự. Trong chuyến thăm Estonia để kêu gọi sự hỗ trợ, ông Zelensky nói: "Khoảng nghỉ trên tiền tuyến Ukraine không đồng nghĩa rằng xung đột đã dừng lại. Theo ông, việc tạm dừng sẽ có lợi cho Nga, sau đó họ có thể nghiền nát chúng tôi." trong bối cảnh dấu hiệu mệt mỏi vì giao tranh giữa ukraine và nga ngày càng tăng tướng budanov đã kêu gọi phương tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho nước này đồng thời cho rằng giờ chưa phải thời điểm thích hợp để đàm phán với nga bởi theo ông các cuộc đàm phán chỉ bắt đầu khi một hoặc cả hai bên đều có lợi ích nga gần đây đã mở các đợt không kích quy mô lớn nhằm vào ukraine sử dụng nhiều tên lửa và uav cảm tử giới chuyên gia phương tây nhận định đây là bằng chứng cho thấy nga đủ năng lực để kéo dài xung đột với ukraine trái với dự đoán trước đó của nhiều người họ cho rằng nga đã chuyển đổi thành công nền kinh tế sang mô hình thời chiến trong khi đó viện trợ quân sự từ phương tây giảm làm ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực tác chiến của ukraine nhiều đơn vị ukraine trên tiền tuyến đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo buộc phải thu hẹp quy mô tác chiến và chuyển sang thế phòng thủ các chuyên gia phương tây nhận định tình hình trước mắt không lạc quan đối với ukraine ít nhất tới khi viện trợ quân sự được khơi thông trở lại họ nhận định rằng nếu quốc hội mỹ không sớm thông qua viện trợ bổ sung cho ukraine ngay cả việc giữ vững phòng tuyến cũng không phải là điều dễ dàng đối với quân đội nước này lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Nga, Đô đốc Victorina xác nhận các tàu ngầm An Tây 949A của nước này đang được hiện đại hóa và được trang bị vũ khí mới tối tân nhất hiện nay. Hãng TASS dẫn nguồn thạo tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến có độ chính xác cao với tầm bắn tối đa hơn 4.500 km đã sẵn sàng trang bị cho Hải quân Nga. Nguồn tin cho biết thêm, Kalibr sẽ có kích thước lớn hơn phiên bản cũ với trọng lượng đầu đạn đạt gần một tấn. Ngoài tàu ngầm An 949A Tên lửa dự kiến được lắc trên các tàu khu trục cỡ lớn. Vũ khí này có thể mang đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân để tấn công mục tiêu trên bộ đối phương. Hải quân Nga đang biên chế mẫu tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalib 3M14 được trang bị hệ thống định vị toàn cầu GLONASS và dẫn đường quán tính cùng đầu dò radar ARGS-14E. Cùng với trang bị phiên bản mới của Kalib, Hải quân Nga cũng chuẩn bị nhận được tên lửa hành trình hạt nhân Buvetnik vũ khí được chuyên gia Dmitry Kovnay, người sáng lập cổng thông tin militarynga.ru nhận định có thể khiến cỗ máy chiến tranh của Mỹ phá sản. Tháng 11 năm 2023, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu khu trục lớp khinh hạm của hạm đội Biển Đen đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng bốn tổ hợp tên lửa hành trình Kalif. Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên trang web của Bộ các tàu thuộc nhiều lớp phối hợp với máy bay và trực thăng của Hải quân cùng một số tàu tuần tra vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea đã truy tìm và phá hủy các xuồng không người lái, cũng như tàu đổ bộ tốc độ cao của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo cơ quan này, cả bốn tên lửa Kalif đều nhắm trúng các mục tiêu được chỉ định, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Mặt khác, phía Ukraine nói rằng hạm đội biển đen của Nga có thể đã tấn công bằng 16 tổ hợp tên lửa Kalif thay vì 4 tổ hợp như thông báo của Bộ Quốc phòng Nga theo hãng thông tấn Ukrainform của Ukraine. Cuối năm ngoái, Trung tâm Báo chí Phối hợp chung của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết ít nhất 16 tên lửa Khalif được trang bị trên 3 tàu hải quân Nga đã xuất hiện ở Biển Đen. Thông báo nêu rõ, chúng tôi ghi nhận hai tàu ngầm và tàu khu trục đô đốc Makarov ra Biển Đen với tổng cộng ít nhất 16 tên lửa Khalif. Đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ về mối nguy hiểm tên lửa ngày càng tăng ở khu vực Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố, máy bay chiến đấu Ka-52 gần đây đã tấn công một sở chỉ huy Ukraine và bắn trúng xe bọc thép của đối phương ở khu vực Donetsk. Kèm theo tuyên bố trên là một đoạn video ngắn cho thấy cách quân đội Nga triển khai trực thăng cá sấu Ka-52 trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine ngoài tiền tuyến. Sputnik nhận định rằng trực thăng tấn công Ka-52 là một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất mà Nga đang sở hữu. Trực thăng Ka-52 là một phương tiện quân sự hiện đại của Nga được cục thiết kế mốp chế tạo và có chi phí khoảng 16 triệu đô la Mỹ. Đây là phiên bản hai ghế ngồi, kế thừa thiết kế từ trực thăng tấn công KA-50 theo Air Force Technology, nổi tiếng với khả năng linh động. KA-52 có thể loại bỏ các mục tiêu trên mặt đất như xe bọc thép, xe tăng, các mục tiêu trên không di chuyển chậm và các lực lượng của đối phương trên tiền tuyến. Nó cũng có thể đóng vai trò quan sát và là trung tâm chỉ huy trên không cho một phi đội trực thăng tấn công. Trong một bài viết đánh giá của trang Military Today nhận định Ka-52 là một trong những trực thăng tấn công cơ động nhất và nhanh nhất thế giới nhờ hai cánh quạt chính quay ngược đồng trục. Lớp bọc thép của máy bay này có thể chịu được đạn cỡ nòng 23 ly, phi công ngồi trong ghế phóng. Ka-52 ra đời sau trực thăng tấn công Ka-50, cất cánh lần đầu vào ngày 25 tháng 6 năm 1997. Việc phát triển dòng trực thăng này của Kamov bắt đầu vào năm 1994. Trực thăng Ka-52 vẫn giữ nguyên hình dáng, chức năng và khả năng đạn dược như máy bay tiền nhiệm. Hai mẫu trực thăng này tương đồng nhau khoảng 85%. Cánh quạt chính đồng trục của cá sấu KA-52 giúp nó tăng khả năng không thể bị phá hủy dễ dàng trên chiến trường. Điều này được chứng minh khi một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy trực thăng KA-52 với phần đuôi bị rời ra và phần còn lại của bộ giữ thăng bằng đang treo lơ lửng vẫn có thể hoạt động. Theo tình báo quốc phòng Anh, trực thăng này đã gây ra tổn thất nặng nề cho Ukraine, đồng thời cho thấy lợi thế chiến lược của Nga trong tấn công xe bọc thép. Bộ quốc phòng Anh đánh giá trên trang Twitter rằng KA-52 là một trong những hệ thống vũ khí có ảnh hưởng nhất của Nga trong nỗ lực đối phó với chiến dịch tấn công của lực lượng Ukraine. Bên cạnh đó, mặc dù sở hữu tên lửa ATAX MS của Mỹ, nhưng Ukraine vẫn lo sợ trực thăng Ka-52 của Nga. Trước đây, một cuộc tấn công của Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật MGM-140 Aktam MS đã giáng một đòn mạnh vào phi độ trực thăng tấn công của Nga. Tuy nhiên, trực thăng cá sấu Ka-52 của Nga vẫn xuất hiện và vẫn được xem là mối đe dọa trên chiến trường đối với quân đội Ukraine. Ông Rob một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ nhấn mạnh, trực thăng Ka-52 vẫn đang được Nga sử dụng rộng rãi và chúng là một vấn đề nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine. Trực thăng Ka-52 của Nga đã khiến cho lực lượng Ukraine đau đầu trong cuộc phản công mùa hè ở miền nam Ukraine. Hồi tháng 6 năm 2023, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga đã tăng cường sử dụng trực thăng tấn công trong khu vực này và vào tháng 7 năm 2023, trực thăng Ka-52 đã nổi lên như một trong những vũ khí có ảnh hưởng lớn nhất trong khu vực xung đột. Bang Iowa là bang tổ chức cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên trong cuộc đua của Đảng Cộng Hòa việc giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang đầu tiên này có ý nghĩa quan trọng bởi nó sẽ định hướng cho toàn bộ cuộc đua vào Nhà Trắng của Đảng Cộng Hòa. Cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa tại bang Iowa cũng được xem là phát súng hiệu đầu tiên cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, đang thu hút sự chú ý không chỉ của người dân Mỹ mà còn dư luận thế giới. Trong khi Đảng Cộng Hòa tổ chức bầu cử theo hình thức họp kín, tập trung tại các địa điểm và thời gian nhất định để bầu trực tiếp bằng cách giơ tay, Đảng Dân Chủ tổ chức bầu chọn bằng bỏ phiếu quả thử kết quả bỏ phiếu sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 3, hay còn gọi là ngày bầu cử siêu thứ ba. Trong ngày bầu cử sơ bộ, Đảng Dân Chủ vẫn tổ chức họp nhưng chủ yếu giải quyết sự vụ. Việc Đảng Dân Chủ thay đổi hình thức bầu cử sơ bộ khiến mọi sự chú ý đều tập trung vào Đảng Cộng Hòa. Với các khó khăn trong khâu tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đang phải hứng chịu những cơn bão mùa đông với tuyết rơi dày đặc, gió lớn, thì bầu cử sơ bộ tại bang Iowa được đánh giá là thước đo quan trọng đối với sự ủng hộ của các cử tri dành cho các ứng cử viên mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, kết quả bầu cử sơ bộ quyết định tỷ lệ đại biểu của bang đối với mỗi ứng cử viên. Theo quy định của bang Iowa, để đủ điều kiện tham gia bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024, các ứng cử viên phải đăng ký tại cuộc bỏ phiếu của bang Iowa hoặc có mặt trong chiến dịch tranh cử tại bang này. Theo thông báo của đại diện của Đảng Cộng hòa bang Iowa, cho đến nay có 6 ứng cử viên tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ, bao gồm cựu tổng thống Trump, thống đốc bang Florida Ron DeSantis, cựu đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley doanh nhân công nghệ sinh học Vivek Ramaswamy, cựu thống đốc bang Arkansas, Asa Hutchinson và mục sư Ryan Binkley. Tuy nhiên, cựu thống đốc New Jersey, Chris Christie, người đã tuyên bố từ bỏ cuộc đua hồi giữa tuần, vẫn có tên trong danh sách bầu cử. Trong số các ứng cử viên hàng đầu, nổi bật nhất là cựu Tổng thống Trump. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, gần 50% số cử tri có thể tham gia họp kín cho biết lựa chọn đầu tiên của họ vẫn là cựu Tổng thống Trump. Người đứng ở vị trí thứ hai là bà Nikki Haley với 20% và ông Ron DeSantis với 16%. Những gương mặt khác chia sẻ số cử tri ủng hộ còn lại. Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng khiến giới phân tích cho rằng cựu Tổng thống Trump sẽ giành được kết quả tích cực khi có tới 80% số cử tri cho biết đã quyết định bầu chọn cho ông này với gần 50% cực kỳ ủng hộ và 40% rất ủng hộ. Tỷ lệ ủng hộ bà Haley so với đối thủ DeSantis đang có xu hướng tăng mạnh trong các cuộc thăm dò gần đây cho thấy có thể cuộc đua giành vị trí thứ hai sẽ căng thẳng và gay cấn hơn. Cho đến thời điểm hiện nay thì cơ hội giành chiến thắng của cựu tổng thống Trump tương đối rõ ràng. Mặc dù khả năng lật ngược tình thế của các ứng cử viên còn lại trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa gần như bằng không với các cơ hội ít ỏi. Trong lịch sử, không ít lần các cử tri bang Iowa đã gây sốc khi bỏ phiếu ủng hộ những ứng cử viên vốn không phải được ưa thích nhất. Năm 2016, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Ted Cruz đã giành chiến thắng ở bang này, vượt qua đối thủ Trump, sau này trở thành tổng thống. Năm 2020, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, một gương mặt không mấy nổi bật, Peter Buttigieg đã dẫn trước đối thủ sừng sỏ, cựu phó tổng thống Biden tại bang Iowa một cách đáng ngạc nhiên. Ngoài ra, các cử tri Iowa thường bỏ phiếu ủng hộ những người quan tâm và tham gia nhiều hoạt động tranh cử tại bang này. Cho đến nay thì có lẽ doanh nhân công nghệ Ramaswamy là ứng cử viên quan tâm và dành nhiều thời gian nhất khi thăm 99 quận bang này đến 2 lần trong khi thống đốc bang Florida, Ron DeSantis, đến thăm mỗi quận một lần. Đây có lẽ cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra hôm nay. Tính cả chiều dài chiến dịch tranh cử, có thể thấy rằng việc giành thắng lợi tại đây cũng chưa hẳn là một dấu hiệu suôn sẻ cho cựu Tổng thống Trump. Trong lịch sử, bang Iowa là nơi quyết định số phận của các ứng viên Đảng Dân Chủ nhiều hơn là Đảng Cộng Hòa. Xa hơn nữa, theo kết quả thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên Haley tại bang tổ chức bầu cử sơ bộ tiếp theo, New Hampshire đang gia tăng nhanh chóng, chỉ còn kém cựu tổng thống Trump chưa đến 10%. Chính vì thế có thể nói rằng, mặc dù khả năng lật ngược tình thế tại bang Iowa của các ứng cử viên khác là rất khó khăn, nhưng cuộc đua vẫn chưa kết thúc.